I love you. Susan, I love you. Trời ơi, con nhỏ Susan nào vậy? Hả? Chết rồi. Trời ơi, ai vậy? Ai à, Susan. Đứa nào xô ta? Ông ngon quá mà, ai mà dám xô ông không? Ủa, nãy giờ mình mơ với ta. Trời, ông quá thiệt. Trời, ông quá thiệt. Cũng dám thiệt ông á. Gì? Nằm mơ phải không? Kể nghe coi. Hồi nãy anh nằm mơ thấy gì vậy? Kể đi. Thì anh nằm mơ, anh thấy làm Rambo, anh lạc vô một cái khu rừng toàn là mỹ nhân không? Khu rừng mà toàn mỹ nhân á. Thì mỹ nhân là những kẻ địch đó. Mỹ nhân là cái địch. Còn anh là Rambo, nghe cũng thú vị nha. Kể tiếp coi, kể tiếp làm sao? Sao rồi sao? Thì Rambo vậy? Thì đi cứu mỹ nhân, có gì đâu anh vậy? Rambo đi cứu thằng bạn. Thằng bạn là cái tóc dài lắm à. Đâu dài gì đâu, ngang lưng à. Gì? Trời ơi. Thấy chưa? À, Fusion, tôi nhớ rồi. Fusion tên Nhật nè, con nhỏ Nhật phải không? Trời, nó nói này tức quá đúng rồi. Trời ơi. Trời, tôi biết rồi đó. Con nào? Thôi ai đi. Em bình tĩnh nghe tôi nói nè. Tại vì hồi chiều này nè, anh đi sinh nhật thằng bạn ở cái khu vui chơi giải trí tên là Fusion. Phải không đó? Vui lắm, vui quá nhập tâm luôn. Bởi vì anh về nhà anh mới nằm mơ đó. Trời ơi. Mẹ biết không, vậy? Chỗ đó vui lắm em ơi. Gần khu mình ở, khỏi phải đi đâu xa hết. Gần khu mình? Ừ. Tên là Fusion, khu vui chơi giải trí hả? Đúng rồi. Nguyên buổi chiều đi chơi về xong còn vương vấn Fusion gì đó, phải không? Trời ơi em à, anh nói thiệt mà, em không tin á. Ngày mai anh dắt em đi đến đó chơi Fusion, thế giới của sự trẻ trung. Thế giới của sự trẻ trung? Vậy thôi, vậy đi liền đi. Em muốn đi liền, em muốn trẻ trung mà. Đi bây giờ liền đó. Chờ chút. Fusion tọa lạc tại 7227 Edinger Avenue thuộc thành phố Huntington Beach, là nơi vui chơi giải trí với nhiều hoạt động đa dạng dành cho mọi lứa tuổi. Cảm giác đầu tiên khi chúng tôi đến đây là sự thoải mái với parking lot rộng rãi, không gian thoáng mát và phong cách phục vụ rất lịch sự ân cần. Với mặt bằng hơn 47.000 square feet, Fusion đã thiết kế toàn bộ khu vui chơi theo dạng hình chữ U. Qua lời giới thiệu của bà Kelly Scott, giám đốc điều hành, thì việc thiết kế này không phải là ngẫu nhiên mà là sự chú ý đặc biệt đến cảm nhận của khách hàng khi đến với Fusion. Bước qua cổng chính, về phía tay trái là khu nhà hàng và quán bar với phong cách trang trí nhẹ nhàng. Những mảng sáng tối vừa phải kết hợp với gam màu nóng qua tranh vẽ, màu sơn tường càng làm tăng thêm sự ấm cúng, như đưa thực khách về với cảm giác đang họp mặt cùng bạn bè tại gia đình. Well, Fusion is a wonderful entertainment center, and we have envisioned having all types of people come into our facility, every age group, from the kids on up to the adults, to enjoy our entertainment venue, everything from great food to fun entertainment. We want everyone to enjoy everything that we have to offer here. Khu Arcade Games, Bowling, Laser Tag vốn ồn ào náo nhiệt phải được sắp xếp nằm xa và phía đối diện với nhà hàng. Đến với khu Arcade Games và tận mắt nhìn những khuôn mặt đang phấn khởi của các em nhỏ, chúng tôi mới thật sự hiểu được sự thu hút của trò chơi này. Bởi vì âm thanh, hình ảnh trên màn hình luôn hòa quyện vào tâm hồn cùng với thao tác của người sử dụng. Arcade Games dành cho mọi đối tượng,
bên cạnh việc giúp cho toàn bộ cơ thể con người phải hoạt động, lưu thông mạch máu, máy Akegens còn giúp người lớn xả stress trong công việc và cũng giúp cho các em nhỏ bớt buồn chán hơn sau những giờ phải ngồi bó gối để học tập. Đến với khu vực mà chơi game Akegame này thì chúng ta thấy có rất là nhiều trò chơi. Chẳng hạn như cậu bé bên đây thì em rất là vui với những cái trò gọi là Wheel Fortune, có nghĩa là trúng thưởng lô tô chẳng hạn. Khi mà các em tới đây thì các em có thể dùng những cái thẻ nhỏ và chơi thỏa thích. Vòng vòng có rất là nhiều trò chơi. Chẳng hạn như bên khu vực kia thì chúng ta sẽ thấy là các em có thể chơi những trò chơi là Motorcycle, hoặc là xa hơn chút xíu nữa chúng ta cũng thể, thậm chí là các em hoặc là người lớn có thể chơi những trò chơi như là bóng rổ nè, rồi có những cái trò khác như là bắn súng hoặc là chơi chuyền banh chẳng hạn. Là sau khi chơi các trò chơi này thì các em tất nhiên là được lãnh thưởng, và đây là một vài phần thưởng mà các em rất là thích. Và như chúng ta thấy thì đây là một khu vực chơi bowling dành cho các em nhỏ cũng như là người lớn. Và những trái bóng như chúng ta thấy là được design bằng những quả bóng rất là nhỏ như thế này, có thể dùng cho người lớn, những trẻ con đều có thể chơi được. Và đây là một trong những khu vực mà rất là nhiều người cũng rất là ưa thích, nhất là cả em. Tới đây có thể chơi những trò chơi mà suốt cả ngày không thấy chán. Một cạnh nối giữa khu vực nhà hàng và khu Akegens để hoàn thiện thiết kế hình chữ U là một sân khấu dành cho ca nhạc hay là biểu diễn nghệ thuật. Sân khấu này có sức chứa lên tới 400 người, và kề bên sân khấu ca nhạc là phòng karaoke với âm thanh chuyên nghiệp, luôn có những bạn trẻ cùng gia đình thường xuyên đến sinh hoạt. Kề bên khu vực Akegens là phòng Laser Tag, mà trong tiểu phẩm hài mở đầu quý khán giả đã theo dõi. Laser Tag là trò chơi không chỉ cho các em nhỏ say mê mà người lớn cũng chú tâm không ít. Về mặt thể chất thì Laser Tag giúp cơ thể người tham gia hoạt động giảm đi lượng mỡ dư thừa do phải di chuyển liên tục, và về mặt tinh thần thì nâng cao tính đồng đội hoặc thúc đẩy trí não hoạt động hiệu quả hơn để hình thành nên sự phán đoán nhạy bén trong mọi tình huống. Cảm giác của anh như thế nào khi mà được mang áo giáp, là cầm súng mà giải cứu mỹ nhân? Cảm giác hơi hồi hộp mà vui, mà nó giúp cho mình vận động tất cả các giác quan, mấy các cơ thể mình lúc nào cũng vận động và rất là vui, làm giúp cho mình giải trí, cho relax trong những giờ mà làm việc căng thẳng. Mà Lộc thích nhất ở chỗ này là chỗ này á, thì nó bao, không những bao gồm cho thanh niên mà cho trẻ em, người lớn, bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể đến đây chơi vui được. Nhất là những nghệ sĩ Việt Nam của mình đến đây chơi vui thì Lộc nghĩ nó sẽ giúp cho họ có những phút giây bay bổng. Anh có nghĩ là những cái phòng laser tag nó có khuyến khích bạo lực hay không? Và người chơi đây thì cảm giác như thế nào? Thật ra không, thì vì không có cái gì mà đụng chạm cho mấy người mà đang còn chơi hết á. Thật ra là cái laser tag để cho chúng mình sum họp, đồng kết với nhau để chơi cho vui vẻ vậy thôi, chứ không có cái gì để đụng chạm. Tuy là người Mỹ, nhưng bà Kelly Scott Lishak rất yêu thích văn hóa Việt Nam, cũng như luôn tìm kiếm một phương cách nào đó để đưa Fusion đến gần hơn với cộng đồng người Việt, và IBC TV là lựa chọn hàng đầu của Fusion. Tâm sự với chúng tôi về điều này, bà Lisa đã thẳng thắn trả lời rằng bà là người kinh doanh, và một dịp tình cờ bà được xem tường trình về đại lễ Vu Lan tại Chùa Điệu Ngự với số lượng hơn 2.000 người tham dự, thì bà đã hiểu số người yêu thích Chùa Điệu Ngự và IBC TV như thế nào rồi. Việc còn lại là để cùng là đối tác, thì IBC TV phải thực hiện cho được một tiểu phẩm hài mang đầy đủ nét đặc sắc của cả hai nền văn hóa Việt-Mỹ trong cùng một tác phẩm.
Fusion mong muốn tiểu phẩm đó sẽ là món quà tinh thần mà ban giám đốc Fusion muốn gửi đến khán giả Việt Nam. Cũng từ ý tưởng đặc biệt đó mà tiểu phẩm 2 Giấc mơ anh hùng đã ra đời với hình thức anh hùng Rambo, mang đậm tư tưởng Hoa Kỳ, kết hợp với nét truyền thống văn hóa của người Việt Nam là sinh hoạt vui chơi, luôn nhớ đến gia đình mà hình thành. We do have a beautiful venue, excellent food and lots of entertainment, and please come and join us at Fusion. We'd love to have you and we can show you around and let you know everything that we have to offer. Trở lại với phóng sự Fusion, thế giới của sự trẻ trung, thì có lẽ khán giả đã thấy Fusion rất chú trọng đến việc tổ chức các sự kiện lớn để khách hàng có được những góc nhìn mới, thú vị hơn, nóng bỏng hơn và cũng trẻ trung hơn khi đến vui chơi tại Fusion. Trên màn hình mà quý khán giả đang xem là một lớp dạy vẽ tranh với số lượng tham dự lên đến 60 người. Và theo như lời của bà Kelly Lissach và anh Peter, thì định hướng của Fusion trong tương lai sẽ là phục vụ khách hàng Việt Nam, như tổ chức các chương trình ca nhạc bằng tiếng Việt, dịch vụ cho thuê phòng để tổ chức sinh nhật, hội nghị hay nhóm họp hội đoàn, đám cưới và sân khấu hài kịch, v.v. Thay mặt cho đài IBC TV, nhóm thực hiện phóng sự mến chúc bà Kelly, anh Peter cùng toàn thể nhân viên Fusion có nhiều sức khỏe và ngày càng phát triển rộng rãi hơn và thành công hơn nữa, để khách hàng có được những điểm vui chơi lành mạnh ngay tại khu vực Lido, Sài Gòn.